Ôn tập toán hình cùng thầy Tín. Khoảng cách trong không gian tọa độ OXYZ, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Cho hai mặt phẳng song song, thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song chính là khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. Cho mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q thì gọi M là điểm bất kỳ thuộc P. Khi đó, khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q chính là bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng Q. Chính là bằng M đến hình chiếu của nó trên mặt phẳng Q, chính là MH. Ví dụ, cho hai mặt phẳng song song P có phương trình x cộng 2y cộng 2z cộng 3 bằng 0, Q bằng 2x cộng 4y cộng 4z trừ 11 bằng 0. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng PQ. Giải. Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc P, suy ra tọa độ của M sẽ thỏa mãn phương trình mặt phẳng P. Ở đây ta cho x bằng 0, y bằng 0 thì suy ra z sẽ bằng trừ 3 phần 2. Là một điểm thuộc mặt phẳng P. Khi đó ta có khoảng cách giữa hai mặt phẳng PQ chính là bằng khoảng cách từ M với mặt phẳng Q. Áp dụng công thức trị tuyệt đối của 2 nhân xm cộng 4 nhân ym cộng 4 nhân zm trừ 11 trên cho căn bậc 2 của 2 bình phương cộng 4 bình phương cộng 4 bình phương. Chính là bằng 17 phần 6. Ta cũng có thể áp dụng công thức tính nhanh. Nếu cho mặt phẳng P có phương trình ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0, Q có phương trình ax cộng bi cộng cz cộng d phẩy bằng 0, thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q chính là bằng trị tuyệt đối của d trừ d phẩy trên cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình. Toán thầy Tín BMT giúp bạn yêu toán hơn mỗi ngày.